Thủy Tiên mệt mỏi, về nhà sau 6 ngày cứu trợ, hứa sẽ quay lại sau 2 ngày, nhưng không có công vinh. Sau 6 ngày ra miền Trung cứu trợ, Thủy Tiên đáp chuyến bay từ Huế về thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 20 tháng 10. Nữ ca sĩ bày tỏ cô mệt mỏi sau nhiều ngày di chuyển và ngâm trong nước, nhưng sẽ trở lại miền Trung vài ngày tới. Thủy Tiên cho biết phải về nhà để giải quyết công việc còn dang dở. Chị đi làm thôi chứ chị cũng không biết là chuyên nghiệp được điều gì hết. Nhưng mà thực ra là phải đi đến tận nơi tận chỗ thì mình mới biết được là mình cần phải làm cái gì. Chứ còn mình ngồi nhà mình tưởng tượng thì không có hiểu được cái thực sự nó ở đó, chỉ cần những cái gì đó. Nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì chị cũng cảm thấy là chị hạnh phúc. Tại vì trong cái cuộc đời này thì chị quan điểm là khi mà sinh ra và chết đi mình sẽ không mang theo được cái gì về tài sản, về tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tất cả mọi thứ, danh tiếng này nào mình không có mang theo được, mà mình chỉ mang theo được cái tình yêu thương dành cho mọi người như thế nào thì mình mới mang được những cái đó đi thôi. Cho nên là cái chuyện nguy hiểm đó với chị nó cũng bình thường, tại vì ai thì cũng phải chết mà. Nên là nếu mà mình may mắn thì trời thương, nhưng mà chị vẫn có niềm tin là nếu mà mình làm việc tốt thì chắc chắn là trời cũng sẽ nhìn mình, cũng sẽ giúp cho mình vượt qua nguy hiểm thôi. Như là hiện tại sức khỏe chị như thế nào và những ngày qua thì nói chung là chị cũng hơi kiệt sức chút xíu, tại vì chị đi nhiều quá. Tức là tại sao chị lại chọn thời điểm này đi về khi mà vẫn còn đang diễn ra? Tại vì chị mệt quá, chị đã xong hết công việc rồi chị lại ra tiếp, chứ còn bây giờ chị đi ngoài như vậy là mệt lắm. Sáng em có gọi cho anh Vinh thì anh Vinh nói là sau chuyến đi này thì hai vợ chồng sẽ đi ra một lần nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà chắc có mình chị đi thôi, anh Vinh còn phải làm việc tiếp lia lịa. Mình có xác định thời gian khi nào là mình sẽ ra không ạ? Chắc 1-2 ngày nữa chị ra. Giọng ca Giấc Mơ Tuyết Trắng bất ngờ khi được người hâm mộ ra đón. Trước câu hỏi khó từ báo Vinh, vì sao cô chọn về nhà trong thời điểm này, khi tình hình miền Trung vẫn còn nhiều người cần giúp đỡ. Thủy Tiên chia sẻ cô cảm thấy rất mệt, vì nhiều ngày lội nước, đi nhiều nơi ở miền Trung, nên quyết định về nhà. Hơn nữa, cô còn nhiều công việc dang dở, chưa giải quyết. Khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ tiếp tục đi cứu trợ và xây nhà cho người dân miền Trung. Chắc khoảng 2 ngày nữa, tôi sẽ đi một mình mà không có anh Vinh. Trong thời gian qua, gia đình Thủy Tiên đã không ai liên lạc được với cô, kể cả công Vinh, vì Thủy Tiên sợ nghe điện thoại sẽ bị chồng mắng. Tôi biết mọi người lo lắng, nhưng tôi muốn tập trung hết sức để cứu trợ người dân. Tính tôi muốn làm gì là phải làm đến cùng, nếu chỉ ở một chỗ đọc tin tức thì sẽ không hình dung được nhiều. Vì thế, tôi phải đi tận nơi mới biết họ khổ cực thế nào, họ cần những gì, chứ ở nhà thì tôi bứt rứt, không yên, Thủy Tiên tâm sự. Trước nhiều tranh cãi và khó khăn, Thủy Tiên cho biết, cô nghĩ nếu như có vấn đề gì xảy ra cũng hạnh phúc. Trong cuộc đời này, chúng ta sinh ra và chết đi sẽ không mang theo được tài sản, công danh, sự nghiệp, chỉ mang được tình yêu thương dành của mọi người. Cho nên chuyện nguy hiểm hay tranh cãi đối với cô luôn bình thường, nữ ca sĩ tin nếu mình làm việc tốt sẽ được thương. Hiện tại, Thủy Tiên cảm thấy chuyến đi thực sự ý nghĩa. Khi giúp đỡ được nhiều người, hiện tại, cô khá mệt mỏi, chỉ muốn trở về nhà với gia đình.